Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai i30 phiên bản CVK nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ năm 2009. Chiếc xe đã lăn bánh được 14 vạn km rồi quý vị và bạn ạ. Tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và bạn, chiếc xe này chúng tôi cũng mua về là tôi đem ra tôi quay luôn ạ. Chỉ có lau qua rửa qua bên ngoài một chút thôi. Bên trong là còn nguyên bản, bên ngoài là tôi rửa qua, còn bên trong là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 289 triệu đồng quý bạn nhé. Chiếc xe này thì không được hỗ trợ trả góp nữa quý bạn ạ, vì đời 2009 thì bây giờ chúng tôi không hỗ trợ trả góp. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà muốn mua chiếc xe Hyundai i30 phiên bản CVK nhập khẩu nguyên chiếc biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai i30 CVK 2009 nhập khẩu nguyên chiếc, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. À, ngay sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi xem về cái phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe quý bạn nhé. Chiếc xe này là được sở hữu một màu xanh gọi là màu xanh coban quý vị và các bạn nhé. Ở cái phiên bản xe 5 chỗ thì chiếc xe Hyundai i30 CVK này cũng đã được xếp vào cái hạng xe hatchback hạng C quý vị và các bạn nhé. Nó cũng cùng phân khúc với những chiếc xe Kia Cerato quý bạn ạ. Đấy, phân khúc hạng C. Và về cái phần thân vỏ bên ngoài thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Nước sơn nguyên bản cũng còn rất là nhiều, và màu xanh coban này thì rất là đẹp quý vị bạn ạ, vừa hợp với các anh thanh niên và các chị cũng là hợp luôn quý bạn nhé. Các anh đi cũng đều hợp và các chị đi cũng đều đẹp. Và ở cái phiên bản này thì quý vị bạn thấy đấy ạ, chiếc xe cũng đã được trang bị là giá nóc này, la răng đúc rồi, dàn lốp Michelin Premacy 4 này mới thay rất đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, dàn lốp R15 lốp Michelin ấy, Premacy 4 mà chủ xe đã thay cho chiếc Hyundai i30 CVK 2009 này là cả dàn lốp rồi quý bạn ạ, rất là đẹp. Cho nên là nếu như quý vị và các bạn nào mà sở hữu chiếc xe này về thì cũng chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi. Dàn lốp Michelin rất mới đấy ạ, rất là dày quý bạn nhé. Cả một cái dàn lốp này là chủ xe thay luôn cả dàn này. Đấy, cả dàn lốp Michelin Premacy 4 mới tinh và thay từ năm 2021 quý bạn nhá. Đấy, đết lốp 2021 luôn. Rất là đẹp, xe cũng đã được trang bị cả giá nóc rồi. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, đã có gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương quý bạn nhá. Nhìn về cái phần đầu thì quý vị bạn thấy đây ạ. Đấy, rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đặc điểm của cái dòng i30 thì cụm đèn lúc nào cũng rất đẹp, rất mới thưa quý bạn này. Đèn pha bi xenon được trang bị sẵn của chiếc xe này rồi, và cái đèn nó rất đẹp, rất mới quý bạn ạ. Nhìn như là nếu như ai mà chưa hiểu về cái dòng xe này thì có khi lại nghĩ là mới thay đèn, chứ tại sao là từ 2009 đến bây giờ 13 năm sử dụng mà cái đèn nó còn mới như này. Thì quý bạn thấy đấy ạ, rất mới luôn ạ. Phía bên trên là cái cụm đèn pha, bên dưới là đã được trang bị sẵn cụm đèn gầm rồi. Đấy, và mặt ca lăng cho đến lưới tản nhiệt đều rất mới đấy quý bạn này. Đấy, chiếc xe này chúng tôi mua về cái là tôi vừa mới rửa bên ngoài thôi quý bạn nhé, chứ bên trong là còn nguyên, chưa có dọn dẹp gì đâu. Đấy, mà rất đẹp như này rồi đấy ạ. Đấy, gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương. Giá nóc. Đấy, giá nóc đầy đủ rồi các bạn nhé. Nhìn về cái phần sau xe thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, cụm đèn hậu cũng còn rất đẹp luôn đấy ạ. Cụm đèn pha đẹp rồi, nhưng cụm đèn hậu cũng còn rất đẹp luôn các bạn nhé. Đây là cái cụm đèn hậu này. Đấy, cụm đèn hậu cũng còn đẹp, chưa có bị xước sát gì cả các bạn ạ.
phiên bản Hyundai. Đó, i30 CV, đây là cái bản CV chứ không phải là i30 thường các bạn nhé. i30 nó có phiên bản i30 thường và phiên bản CV. Đấy, và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe lắp thêm cảm biến lùi đây các bạn ạ. Đây là cái bộ cảm biến lùi mà chủ xe đã lắp thêm cho chiếc i30 này. Đấy. Và đặc trưng của những chiếc xe, thưa với quý bạn, ngày xưa nếu như ở cái năm 2009 mà chủ xe mua chiếc xe này vào, lúc đấy nó cũng rơi vào cái tầm 31.000 đô chưa đăng ký quý bạn nhé. Đăng ký xong là nó rơi vào tầm khoảng 800 triệu. Và cái thời điểm đấy là rất hay bị mất cắp logo mấy lại chữ này này. Cho nên là những chiếc xe nào mua xong cũng phải bắn cái đinh rút này vào để chống cậy trộm. À, ngày xưa nó là như vậy ạ. Bây giờ thì không ai cậy trộm mấy cái chữ này quý bạn ạ. Nếu chạy thì, cậy thì chỉ cậy ở những chiếc xe hạng sang thôi. Nhưng mà với ngày xưa những năm 2009 thì chiếc xe này là cũng nhiều tiền đấy ạ. Nhập khẩu 31.000 đô ạ. Nhìn về cái phần bên ngoài thì rất là đẹp quý bạn nhá. Đấy, bên ngoài mới như này đấy ạ. Bên trong thì chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, nó hơi bẩn một chút thôi, nhưng về chất xe cũng còn rất đẹp quý vị bạn ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe. Tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý bạn cùng xem nhé. Đây là về cái phần keo chỉ này. Chắc chắn với quý vị và các bạn một điều là keo chỉ là còn nguyên bản này, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả này. Ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên bản hết. Hôm nay tôi quay lúc này thì nó đang rất là nắng quý bạn ạ. Có thể là nhiều cái lúc góc quay nó sẽ bị ngược nắng quý bạn nhé. Đấy, tabi cũng rất mới này. Gương chiếu hậu gập điện này. Đấy, cụm điều chỉnh lên xuống kính đây cũng chưa có bị xước sát gì cả. Nội thất da cao cấp nguyên bản của xe đã được trang bị đây ạ. Đấy. Và đồng hồ công tơ mét thì bây giờ tôi sẽ bật cái đồng hồ này lên cho quý bạn cùng xem nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét là 14 vạn km này. Đấy, 14 vạn quý vị bạn nhé. Tôi sẽ bật cái đồng hồ này lên cho quý vị bạn cùng xem. Thời tiết hôm nay nó rất là nắng cho nên đang là quay ngược nắng đây. Không biết là quý vị và các bạn có xem được cái đồng hồ không ạ. Đấy, đồng hồ là 14 vạn. Nội thất rất đẹp quý vị bạn này. Đẹp từ những cái phần trần này, phần nhựa này. Đấy, mặc dù chúng tôi chưa có dọn đâu quý bạn ạ. Mua về là như nào là tôi cứ quay luôn này. Nó bẩn đấy nhé. Những cái này là do bẩn này, chưa có dọn. Đấy, chưa dọn tí nào luôn. Chủ xe đang đi như thế nào thì tôi mua xong là tôi quay luôn đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Đấy. Keo chỉ nguyên bản hết nhé. Tắp bi cánh cửa này rất mới này. Ốc bản lề cánh cửa đây, thưa với quý vị và các bạn, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên bản này. Đấy. Nội thất đây, đằng sau rất là đẹp luôn các bạn nhé. Quý vị và các bạn phải xem là phải phân biệt được là nó đẹp với nó bẩn là nó khác nhau các bạn nhé. Nếu như nó không đẹp thì có dọn lên nó cũng không thể đẹp hơn được nữa. Còn nếu như nó bẩn mà nó đẹp thì là dọn lên nó còn đẹp hơn rất là nhiều quý vị và các bạn này. Đấy, ghế này, cái đằng sau này nó còn mượt như này đấy ạ. Chưa có xù những cái phần nỉ này lên tí nào này. Ghế thì được kết hợp giữa cả nỉ và da các bạn nhé. Những cái phần nỉ này nếu như ngồi nhiều nó hay bị xù. Đấy, phần da quý bạn xem này còn nguyên bản nhé. Chưa có vá víu gì cả mà nó đẹp như này đấy ạ. Mới như này đấy ạ. Toàn bộ từ trần cho đến những cái phần nội thất da đều rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe quý bạn nhé. Tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem chi tiết hết luôn đấy ạ. Đấy, tôi nổ máy lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đấy, tôi cho nhỏ cái đài đi, đây đang mở radio đấy ạ. Đấy, đồng hồ công tơ mét là 14 vạn này. Vô lăng còn nguyên bản và rất đẹp đấy ạ. Cần số tay phanh đều rất đẹp quý bạn nhé. Đẹp từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô đều rất đẹp và rất mới quý vị bạn ạ. Đấy. Đấy, những cái phần trần quý vị bạn xem này, từ những cái phần trần bên trên này nhá, rất sạch, chưa có dọn mà sạch mới như này này. Đấy, cái trần rất sạch luôn ạ. Những cái phần nhựa này cũng vậy này, mới tinh quý vị các bạn nhé. Đấy, toàn bộ về những cái phần nhựa, phần nỉ rất mới luôn. Đấy, rất đẹp luôn này. Quý bạn xem kỹ thì mới thấy được là cái chất nó đẹp như thế nào đấy ạ. Đấy, xe cũng đã được trang bị đầu CD rồi. Đấy, đầu CD này là nguyên bản của xe nhé. Tất cả về chiếc xe này là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ. Chủ xe cũng không có lắp thêm gì ngoài cái cảm biến lùi. Đấy, rất đẹp luôn đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị và các bạn cùng xem ở cái phần cốp sau của chiếc xe quý vị bạn nhé. Đó, cốp sau này, từ những cái phần ốc này còn nguyên bản này, keo chỉ này nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ.
Đấy, ốc cốp sau, keo chỉ cốp sau. Tất cả là đều nguyên bản này. Đấy, quý vị các bạn nhé. Toàn bộ là còn nguyên bản hết ạ, chưa có một cái vết tháo nào ở chiếc xe này ạ. Và cái cốp sau của chiếc xe Hyundai i30 phiên bản CVK này cũng rất là rộng quý bạn nhé. Tuy là ở cái phiên bản hatchback nhưng mà cốp rất là rộng. Và những cái phần nỉ này còn rất đẹp. Phần nỉ này còn rất đẹp và rất mới, tuy chỉ có hơi bẩn một chút này. Những cái này là do chúng tôi chưa có dọn này, nó bẩn này. Phía bên dưới này, đây thưa với quý vị các bạn này. Bên dưới này tôi còn chưa bỏ những cái đồ của chủ xe ra cơ ạ. Đấy, còn nguyên đồ của chủ xe này. Bẩn nguyên quý bạn nhé, chưa có dọn một tí nào. Phía dưới nữa là cái lốp sơ cua. Lốp sơ cua cũng còn mới quý bạn ạ. Đấy, lốp sơ cua chưa dùng vì cái lốp sơ cua của những chiếc xe nhập khẩu này nó sẽ có kích thước nhỏ hơn cho nên là rất ít người dùng. Và chưa có dọn dẹp gì cả thì nó hơi bẩn thôi quý bạn ạ, nó hơi bẩn thôi chứ chưa phải là chưa dùng tí nào đâu ạ. Rất là đẹp, rất mới luôn đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem toàn bộ về những cái phần keo chỉ này. Keo chỉ cánh cửa cũng còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy là keo chỉ cánh cửa này, cho đến những cái phần ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên này. Đấy, nội thất da thì quý vị các bạn thấy đây ạ. Nội thất da của cái hàng ghế sau này đều rất mới, rất đẹp quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Và cái sàn thì cũng đã được chủ xe lót sàn da rồi. Đấy, như là hơi bẩn một chút là do chúng tôi chưa có dọn gì quý bạn nhé. Dọn đi là nó mới lắm đấy ạ. Chiếc xe này bây giờ chúng tôi cho dọn dẹp đi xong cái thì nó lại rất mới, đời 2009. Tuy là 2009 gọi là đời thì hơi sâu, nhưng những chiếc xe này thì đa số là chị em chạy trong nội đô, anh hoặc chị em là chạy trong nội đô, chạy rất ít quý bạn ạ, rất đẹp. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, keo chỉ này, keo chỉ táp bi cánh cửa này đều còn nguyên bản và còn rất mới quý bạn nhé. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên này, táp bi cánh cửa đây ạ, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản quý vị các bạn nhé. Đấy, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản này, táp từ táp bi cho đến táp lô đều rất đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, từ táp lô cho đến táp bi đều rất đẹp và rất là mới này. Đấy, hàng ghế được kết hợp giữa da và nỉ cao cấp rất là đẹp này. Bên phụ này cũng không có người ngồi mấy cho nên là cái ghế nó còn rất đẹp đấy ạ. Sàn da tuy là hơi bẩn một chút là do chúng tôi chưa có dọn dẹp gì quý bạn nhé. Tôi thì xe có sao là tôi quay như vậy quý bạn ạ. Tôi không có hay cái kiểu là phải làm đẹp rồi tôi mới quay. Tôi cứ có xe mua về như nào là tôi quay như thế vậy ạ. Và chúng tôi là không mua những chiếc xe bị lỗi, không mua những chiếc xe bị tai nạn, không mua những chiếc xe bị ngập nước. Cho nên là có như nào là tôi quay như thế. Đấy, và những chiếc xe nào chúng tôi cũng cam kết là không tai nạn, không ngập nước ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc i30 CVK 2009 này là một cái khối động cơ xăng DOHC 1.6 lít quý vị các bạn nhé. Đấy, và cái điều mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn về cái động cơ này đó là nó còn nguyên bản này, nguyên bản từ ốc chân máy này quý bạn xem này, ốc chân máy nguyên bản nhé, ốc mặt máy cũng còn nguyên bản đấy, ốc mặt máy hay còn gọi là ốc răng dàn cò đấy còn nguyên bản hết này, còn nguyên bản và còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Chưa có dọn dẹp gì cả mà nó đẹp như này đấy ạ. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi chưa có dọn tí nào đâu quý bạn nhé. Chưa có dọn dẹp gì cả về nội thất, về động cơ này. Chưa dọn tí nào. Mua về như nào là tôi chưa có con rửa bên ngoài đi một chút thôi. Rồi đem lại tôi quay. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. 1.6 lít và không tai nạn, không ngập nước quý bạn nhé. Còn nguyên bản hết này. Nguyên bản từ những cái ốc tai. Đó, đây là ốc tai này. Đến ốc giảm sóc này. Còn nguyên bản này. Ốc chân cabo này. Đấy, ốc chân cabo đây quý bạn nhé. Còn nguyên bản này, keo chỉ cabo. Đây là cái phần keo chỉ cabo cũng còn nguyên, cho đến những cái tem cabo này này. Còn nguyên bản này. Tất cả là còn nguyên bản hết quý bạn ạ. Đấy, chưa có dọn nó bẩn như này đây quý bạn ạ. Bẩn như nó còn nguyên bản. Toàn bộ những cái keo này là nguyên bản của xe hết quý bạn nhé. Chưa có bị va chạm gì cả này. Đó, đây là cái phần keo. Keo chỉ cabo. Ốc chân cabo đây ạ, đây là cái phần ốc chân cabo cũng còn nguyên bản hết này. Còn nguyên cho đến những cái ốc tai này cũng còn nguyên bản hết quý bạn nhé. Những cái tai này vẫn còn có tem của nhà sản xuất đây ạ. Đây là cái logo của nhà sản xuất còn nguyên bản, còn rất đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Hyundai i30 phiên bản CVK nhập khẩu nguyên chiếc ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh 14 vạn km quý vị và các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 289 triệu đồng quý bạn ạ. So với những cái tầm tiền là 300 triệu bây giờ, nếu như quý vị và các bạn bỏ tiền ra mua ở cái khoảng 300 triệu chắc chắn là cũng chỉ mua được những chiếc xe morning thôi ạ. Đời nó sẽ cao hơn một chút, nhưng đi thì không bao giờ thích, không bao giờ an toàn, không bao giờ sướng bằng chiếc xe Hyundai i30 CVK này đâu quý bạn ạ. Và nó là ở cái phiên bản nhập khẩu cho nên là đi rất là bền bỉ quý bạn nhé. Đi rất là bền, rất là tiết kiệm nhiên liệu ạ. Đấy. Và thưa với quý vị và các bạn, quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai i30 CVK 2009 nhập khẩu nguyên chiếc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.